Em Long mua bán xe cũ. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại video tiếp theo của em ạ. Và hôm nay em có một cái sản phẩm muốn cập nhật đến cho mọi người. Đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 Turbo sản xuất năm 2021. À, với tông màu ngoại thất là màu trắng như thế này thì em nghĩ là chắc chắn về cái độ thanh khoản của nó rất là tốt rồi đúng không ạ? Và đặc biệt những anh chị có nhu cầu mua chiếc xe này thì em nghĩ là màu trắng này cũng sẽ rất là phù hợp mọi người thôi. Một chiếc màu phổ thông rất dễ tiếp cận đến cho mọi người đúng không ạ? ờ uh, mang trong mình màu ngoại thất là màu trắng và bên trong nội thất là màu kem hơi pha pha vàng vàng một chút uh, chiếc xe này của em thì lăn bánh được à, uh, 5 vạn 5 km zin nha mọi người nhé bảo dưỡng full lịch sử hãng và xe được đăng ký tên tư nhân một chủ từ đầu nha mọi người nhé uh, chiếc xe này thì cũng đã được trang bị cho mọi người đó là camera 360 màn hình ZTEC và cốp điện nha mọi người nhé và có bậc lên xuống này đó đây là cam 360 hai bên gương và đằng trước à, xe đã chạy 5 bạn 5 km nên là bác chủ cũ đã thay cho em đôi bộ lốp trước là lốp mới nhé với đất là tuần thứ 29 năm 23 này đó với kích thước la răng là 19 inch và lốp là lốp à, Hàn nha mọi người nhé và đôi lốp đường sau thì vẫn là lốp theo xe lốp cung hô ở tuần thứ 20 đây 45 năm 20 đó à, xe thì em bán ra em đều cam kết với mọi người đó là xe không có đâm va ngập nước thủy kích nha mọi người nhé động cơ hộp số đều nguyên bản hết và đây là bên trong khoang nội thất của chiếc Hyundai Tucson này à, hàng ghế lái hàng ghế trước thì đã đều chỉnh điện hết cho anh em rồi nhé đó à, đối với dòng uh, xe Hàn thì mọi người cũng đều biết là cái nội thất của chiếc xe này rất là bền đúng không ạ xe chạy uh, hơn 5 vạn rồi mà mọi người nhìn cho em về cái phần mặt ghế này như vẫn còn rất là đẹp và căng đúng không ạ à, gương gập chỉnh điện hết rồi và các cái tính năng trên vô lăng như mọi người đều thấy đó là uh, điều khiển âm thanh bằng giọng nói uh, cruise control ga tự động đó Bluetooth. Đây là km zin của chiếc xe nhé, 55.212 km và màn hình ZTECH, điều hòa hoạt động hai vùng độc lập. Đó. Đó. Và có phanh tay điện tử này, có chế độ lái Drive Mode, có Auto Hold, phanh tự động và có hỗ trợ đổ đèo này, có hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang. Đó, rất là nhiều option luôn và có cả cửa sổ trời toàn cảnh panorama cho mọi người nhé đó đối với em thì một chiếc xe ở cái thời tiết việt nam như thế này thì cửa sổ trời nó cũng không quá là quan trọng đâu thời tiết nắng nóng như thế này mà có cửa sổ trời nó càng hầm hập thôi nên là có cũng được không có cũng không sao đó và đây là khoang ghế thứ hai đây mọi người có thể thấy rất là rộng rãi và thoải mái đúng không ạ trong cái phân khúc như CX5 hay là Honda CRV CX5 thì chắc chắn là được ưu chuộng hơn rồi Vì đa số đông thì mọi người sẽ chọn về chiếc CX5 Về cái phần thiết kế ngoại thất của nó rồi đúng không ạ Và cốp thì đã được trang bị cốp điện sẵn cho mọi người rồi Thì mọi người rất là, rất là thoải mái khi mở chiếc cốp này không bị tốn sức quá nhiều Đó Tất cả khung rằng sắt si chiếc xe này Động cơ hộp số đều nguyên bản hết nha mọi người nhé Đó Cốp thì cũng rất là thoải mái Như thế này để được khoảng hai chiếc vali to hoặc là một chiếc vali to và vài chiếc vali nhỏ để cho mọi người có đi du lịch đâu đó bốn năm người thì thoải mái. Đây, em sẽ quay chi tiết cụ thể một chút cho mọi người cùng xem cái phần nội thất của chiếc ghế ghế da khoang khoang ngồi của chiếc xe này. Em thấy trong cái phân khúc thì nó rất là thoải mái và rộng rãi và độ cách âm rất là tốt nha mọi người nhé, cách âm chống ồn rất là tốt và có cả sạc không dây nha mọi người nhé đó đây là những con ốc của chiếc xe cung rằng động cơ hộp số đều nguyên bản máy móc nguyên zin cam kết mọi người xe không có đâm va ngập nước thủy kích nhé động cơ hộp số đều nguyên bản hết và chiếc xe Hyundai Tucson 1.6 turbo này em Long đang chào bán đến mức giá là 790 triệu nếu mọi người cảm thấy chiếc xe này phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em nhé địa chỉ là 77 Mai Phúc Long Biên Hà Nội Yusuka Việt Nam để xem chiếc xe này và lái thử nhé Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo